Rồi, mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay về lại kênh của mình. Thì lời nói đầu tiên thì Hoàng Tiến xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn cùng toàn thể các anh chị em bên đội ngũ YouTube. Xin chúc cho tất cả các bạn có một buổi chiều thật là an lành. Thì hôm nay thì mình vừa hoàn thành hai cái sản phẩm các bạn ơi. Thứ cái bên trái màn hình mình đang gọi đây là đang quay đây là cái súp súp hầm 50 đơn. Và bên đây là một cái súp mặt 50 đơn luôn. Đó, thì hôm nay mình sẽ test so sánh giữa hai cái sản phẩm này và mình sẽ đi sâu vào trong cái vỏ thùng để mình nói sâu về cái vỏ thùng ngày hôm nay cho các bạn, những anh em gần xa trên mọi miền đất nước để họ đưa ra một cái sự lựa chọn. Ở đây thì nói chung thì mình tạo ra thì mình cứ nói là cái nào cũng đỉnh các bạn, nhưng mà thật chất ra cái nào là nó đỉnh và mình sẽ phân biệt đâu đó cho nó rõ ràng. À, thì bây giờ mình sẽ dựng cái chiếc phun lên, dựng chiếc phun lên cao này đi. Và mình sẽ đảo cái gắt niêu chích ở phía sau nha các bạn. Mình sẽ đảo cái dây nó qua lại để mình so sánh coi cái súp hầm và giữa cái súp hầm và cái súp mặt nó sẽ có cái sự khác biệt như thế nào về trong cái chất âm. Thì cái trong cái lúc mà mình test nhạc á, thì nếu như anh em nào ở nhà mình có cái tai nghe thì mình yêu cầu nho nhỏ đến tất cả các bạn là hãy đeo cái tai nghe vào để mà cảm nhận cho nó chính xác hơn và thực tế hơn nha các bạn nha. Còn nói về cái phần mà điện thoại quay thì các bạn cũng đã biết rồi, cái kênh của mình thì hồi đó tới bây giờ thì mình vẫn là quay một cái điện thoại Samsung các bạn, chứ cũng không có gì là cái dòng cao cấp. Cho nên là về cái vấn đề mà để xử lý tiếng và xử lý cái video để cho nó trong chẻo thì cái đó thì nói chung là các bạn cũng bỏ qua cho mình nha. Mình thì nói chung thì các bạn cứ xem như mình chưa có khả năng và mình chưa có cái kinh nghiệm để đầu tư những cái phần đó thì mong các bạn bỏ qua cho. Mình chỉ làm video đơn giản, cây nhà lá vườn có gì thì làm cái nấy nha các bạn. Thì trong cái thời gian chờ đợi thì con mình nó đang câu dây các bạn ơi. Đó, thì đầu tiên thì mình sẽ test cái súp mặt trước nha các bạn. Mình sẽ test cái súp mặt và cái súp hầm. Thì nói chung trong cái video ngày hôm nay thì nó mang tính so sánh, mà so sánh là giữa cái sản giữa hai cái sản phẩm mà chính đôi bàn tay của mình làm ra, chứ mình không có so sánh giữa một cái sản phẩm của mình và một cái sản phẩm của người khác nha các bạn nha. Các bạn nên nhớ. Đầu tiên thì mình sẽ test cái súp đơn mặt này trước nha các bạn nha. Mình súp 50 mặt này trước rồi hồi mình mới test cái súp hầm sau. Thì mình sẽ đáo dây qua lại. Thì ở đây thì hiện tại thì mình ở đây thì hồi mình rút cái này mình đem qua đây, chứ mình không nên quýnh hai kênh các bạn. Mình nếu mình quýnh hai kênh thì nhiều khi cái công sức của mình lâu ngày nó bị lệch, nó bị lệch đi một bên nhỏ bên lớn thì nó sẽ gây cho cái việc mà chúng ta so sánh nó không chính xác. Còn bây giờ là mình làm như thế này là nó chính xác nhất. Cũng vẫn là một nền nhạc nha các bạn nha, cũng vẫn là một nền nhạc và hai cái loa này chính đôi bàn tay mình làm, chính đôi bàn tay mình phục hồi nó lại. Thì hôm nay thì cái sự khác biệt giữa một cái súp mặt và một cái súp hầm nó sẽ như thế nào và mình sẽ đi sâu vào và phân tích cho thật là rõ ràng giữa hai cái một cái súp mặt và một cái súp hầm nha các bạn nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ test chung một nền nhạc nha các bạn nha. Một chung một nền nhạc thì đầu tiên thì mình sẽ quay cho các bạn thêm một lần nữa là các bạn thấy là hiện tại mình đang là kết nối với lại cái súp đơn 50 này. À, cái này là mình làm cái video là chủ yếu là để cho những anh em họ có cái sự lựa chọn thôi. Chứ thật sự mà nói thì không có một cái bất cứ một cái vấn đề gì khác nha các bạn nha. À, tại vì cái này là hàng của mình. Nếu mà mình chê hay là hoặc mình khen gì cũng là đồ của mình nè. À, các bạn nên nhớ rõ điều đó. Ở đây là mình test so sánh để cho họ có cái sự lựa chọn, chứ không phải ở đây là mình tự mình làm nhục mình hay là tự mình nâng cao cái sản phẩm của mình. Là vấn đề là các bạn đừng suy nghĩ tới. Thì một lát nữa khi mà mình nghe nhạc xong rồi mình sẽ phân tích giữa một cái súp hầm và cái súp mặt này nó như thế nào nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ qua bên lỗ bên kia. Rồi chuẩn bị nha các bạn. Rồi lên nhạc. Hiện tại là cái súp đơn nha các bạn. Súp đơn mặt. Súp mặt bên mé bên phải. Sound
Nightfair Remix. Preparing and initiating bass test. Một cái mà các bạn nghe cũng rất là khủng chứ không phải là đơn giản các bạn. Rồi, được ơi. Ui. Rồi thì bây giờ mình sẽ ghim cái cọc lo này về bên hướng cái lo này. Rồi các bạn cảm nhận nha các bạn nha. Để các bạn nghe như thế nào. Rồi bắt lại từ đầu. Ngay cái nền nhạc đó luôn. Rồi mình sẽ mở nhạc lại ngay từ đầu. Rồi bắt đầu nghe cái xốp hầm đó các bạn. Sound system activated. Initiating sound check. Đó, thì cái thời điểm là các bạn cũng đã biết cái gì nó dữ hơn cái gì vậy các bạn nha. Cái nào nó dữ hơn cái nào các bạn cũng đã thấy nghe rõ ràng rồi đó. Coi như là cái âm lượng của nó là còn y thinh luôn nha các bạn nha. Đó, cái âm lượng nó còn y chang của nó luôn. Không hề thay đổi chút nào. Rồi thì đó các bạn cũng đã nghe rồi ha. Thì nói chung thì ở đây là mình nghe nó rất là rõ ràng. Tại vì mình đang trực tiếp nghe một cách rất là thực tế. Rồi thì bây giờ mình sẽ đánh giá. Thì qua một cái giai đoạn test nhạc của mình, thì mình sẽ cho ra một cái kết quả như thế này. Cái súc mặt này tiếng nó vẫn tròn, vẫn tròn trịa, tiếng vẫn dứt khoát, bass vẫn mềm, vẫn sâu nha các bạn nha. Nhưng nó không thể nào qua được cái súp hầm này. Cái súp hầm này nó vừa tròn vừa sâu bass, mà trở lại cái độ hầm hì của nó rất là dữ các bạn. Và nó có một cái cảm giác nó rất là đi xa. Nó đi rất là xa các bạn đó. Thì các bạn không biết là các bạn có nghe nó như thế nào thì mình không biết. Thì có thể nói á, là cái độ hơn của nó đó, theo mình nói là nói theo một khoảng là khoảng 1.7 và 1.10. Cái thằng này 7, thằng này 10 các bạn. Theo mình so sánh đó nha, mình cho nó là ngay cái con số 10 là cái số đỉnh nhất. Thì cái thằng này 10 thì thằng này nó chỉ có 7 thôi. Nó không, nó thua thằng này tới 30% lận các bạn. À, thì để bây giờ mình sẽ nói về cái lý do tại sao mà cái súp mặt nó lại thua cái súp hầm đến nỗi mà tới 1.7, 1.10. Rồi thì bây giờ mình sẽ phân tích cái súp mặt này. Thì hiện tại thì nó đang đưa cái mặt về phía bên ngoài, nó đưa mặt về phía bên ngoài. Thì khi mà nó đánh thì tất cả cái nội lực nó dồn về bên trong, nó đi lòn xuống dưới nó mới đi ra ngoài. Cho nên là cái bass nó vẫn sâu, vẫn mềm và vẫn dứt khoát. Nha các bạn nha, các bạn nghe rất là rõ nha. À, nhưng mà nó không lợi cái súp hầm. Là tại cái lý do như thế nào? Tại vì á, khi mà các bạn có thể nói là các bạn ngửa cái lo này, tức là các bạn đưa cái từ nó ngược ra ngoài, thì nó vẫn có súp. Thì bây giờ mình sẽ kêu con mình nó sẽ úp ngược cái từ lo đi ra ngoài. Và nó kết nối cho các bạn nghe coi cái mình nói có đúng vậy hay không nha. Thì bây giờ con lật cái này lên, con lấy miếng giấy con lật, con úp cái lo ngược ra giùm ba đi. Cái vỏ này nè đó. Thì khi mà chúng ta úp ngược cái màng lo nó đi vào trong cái thùng, nó vẫn còn súp các bạn, nó vẫn có súp rất lực. Cho nên là mình mới tạo cái súp hầm này là cái súp hầm hai khoang. Một cái súp hầm hai khoang, tức là nó lấy giữa cái
cái hơi của phía trước của cái loa và nó kết hợp với cái phía sau của cái loa luôn, là nó thành cái vỏ này là cái súp hầm hai khoang. Tức là cái khoang này là nó đại diện cho cái mặt loa, còn cái khoang trên là nó đại diện cho cái từ của cái loa. Các bạn hiểu không? Cái khoang này là nó đại diện cho cái mặt loa, thì khi mà các bạn úp xuống thì nó đại diện cho cái mặt loa là cái hầm hơi này, cái lỗ thoát hơi nằm đây. Còn cái từ loa thì nó sẽ hướng về phía này và nó đi ngược. Nó đi ngược từ cái phía này, nó đi ra phía này. Rồi sao không thay đi? Úp ngược cái loa lại, tìm cách nào đó kéo cọng dây ra để là cho nó cọng dây nằm phía ngoài. Nối thêm khúc cũng được. Đó, thì bây giờ mình sẽ phân biệt rồi con mình khi mà úp cái loa nó lại xong, nó bắt ốc rồi lại đàng hoàng, mình sẽ test lại cho các bạn nghe nữa, coi coi là mình úp cái loa vào coi là nó có bát hay là không nha các bạn nha. Đó, thì cái sự kết hợp giữa một cái súp hầm hai khoang này và cái súp mặt, nó có cái sự chênh lệch theo cái ước tính của mình là khoảng 1.7, 1.10 nha các bạn nha. Khoảng 1.7, 1.10 là cái điều chắc chắn. Và mình tin rằng nếu như bạn nào đeo cái tai nghe vào, các bạn cũng nghe thật sự mà nói, nghe rất là chính xác luôn. Nó không có hề mà thay đổi, tại vì cái điện thoại mình là không bao giờ mình xử lý về cái vấn đề đó. Cho nên là những cái điện thoại mà chẳng hạn như là iPhone rồi đó các bạn, hoặc là những cái dòng gì mà ghi hình ghi âm nó cao cấp đó, thì nó đều nhau hết. Tại vì các bạn dù cho các bạn lớn cỡ nào đi nữa thì nó cũng sẽ không bị bể nhạc, và các bạn hát nhỏ đi nữa thì nó cũng thu, tức là nó thu đều vậy đó. Nó không có phân biệt lớn nhỏ hơn, rõ ràng nhiều. Nó giống như là một cái điện thoại iPhone chẳng hạn, như các bạn chụp hình đi, chụp hình mà như các bạn điện thoại thường á thì các bạn chụp hình nó hơi xấu, nhưng mà khi mà các bạn vào cái iPhone các bạn chụp hình nó rất là đẹp, nó rất là mướt đó, cái nền hình nó rất là đẹp. Thì cái đó là nó tô điểm các bạn, nó tô điểm. Thì cái thiết bị ghi âm ghi hình của mình cũng vậy, nó tuy rằng nó được cái lợi là coi như là cỡ lớn cỡ nào nó cũng không bể nhạc. Bởi vì cho nên là những anh em bầu show thường thường họ đi họ xài những cái dòng iPhone nhiều, là tại vì khi mà họ đứng trước cái loa đó cũng không bao giờ mà nó bị tẹt. Còn cái điện thoại của mình là khi mà quay cái dàn của mình mà chẳng hạn như đi show lúc trước đó là mình phải đứng xa ra mình mới quay được, còn đứng gần là nó bể nhạc đó. Cho nên là cái điện thoại này tuy rằng nó là không cao cấp nhưng mà nó phân biệt cái âm thanh rất là rõ ràng. Tức là khi mình ở gần thì cái lỗ tai mình nghe nó nhỏ, mình đi xa ra thì cái lỗ tai mình nghe nó, ủa mình ở gần mình nghe nó lớn, nhưng mà mình đi càng xa thì nó càng nhỏ. Thì cái điện thoại cũng vậy các bạn, cái điện thoại thường nó cũng là vậy. Nó yêu cầu nó nghe nhỏ thì nó nghe còn êm, mà khi mà nó nghe lớn là nó sẽ bị bể. Giống như cái lỗ tai chúng ta nghe chịu không nổi thì cái điện thoại nó cũng nghe không nổi. Còn những cái dòng khác thì nó thu âm rất là đều, nó không bể nhạc mà không lớn quá mà cũng không nhỏ quá, nhỏ mà có thể nó thu cũng rất là rõ, và lớn bể nhạc luôn nó cũng vẫn thu rất là rõ. Cho nên là về cái vấn đề đó, cho nên mình suy nghĩ mình làm cái kênh của mình bằng cái điện thoại Samsung này là cái điều chính xác nhất, tại vì đó là cái điều chân thật nhất. Mình làm như thế để làm gì các bạn? Để cho khách người ta biết được, phân biệt một cách rõ ràng. Đó, tại vì mình đi gần lại là bị bể nhạc thì cái điều đó phải chắc chắn, cái lỗ tai mình nó cũng phải chịu không nổi, thì cái điện thoại nó cũng như thế, đúng không các bạn? Đó, thì bây giờ mình sẽ nói lòn ở dưới cái đường dưới này đi ra. Đó, con mình nó đang nói các bạn. Đó, thì từ cái chỗ đó thì cái thứ nhất đó, cái súp hầm này thì nó hai khoang cho nên là bắt buộc nó phải cao hơn, nó cao hơn cái súp mặt của mình. Đó, thì nếu như các bạn chấp nhận xài cái súp hầm này thì các bạn phải chấp nhận cái vấn đề mà nó nặng nề. Mình cũng đã nói rất là nhiều những cái video trước đây cũng như vậy. Các bạn chấp nhận chơi cái súp hầm này thì các bạn phải chịu nặng nề một chút. Tại vì sao? Tại vì nó tới hai khoang hơi lận các bạn. Mà nếu như các bạn làm mà nó không đủ cái hai cái khoang hơi của nó thì nó sẽ không cho các bạn một cái chất âm tốt. Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn làm ở dạng lơi lơi mà nó hầm lỡ hầm mà mặt lỡ mặt đó, là cái đó nó rất là khó chịu các bạn, nó đánh không ra. Còn cái này chúng ta tạo hai cái hầm hơi nó đều nhau, tại vì khi mà cái loa úp vào hoặc là ngửa ra gì, cái chất âm nó cũng ngang ngang với nhau như thế.
Đó, cho nên là bây giờ mình sẽ quyết định mình sẽ bắt cái loa ngược như thế này để mà mình bính cho bạn nghe. Đó, thì cái súp hầm hai khoang này lúc nào nó cũng vậy hết trơn các bạn. Nó rất là lực, là tại vì sao? Tại vì mình đã lấy hết cái, mình đã khai thác hết cái công lực của nó. Cái công lực của nó là tại sao? Tại vì mình úp vào nó cũng có bát, và mình ngửa lo ra thì nó cũng có bát. Cho nên là mình phải kết hợp hai cái thứ đó lại, thì cho nên là nó mới giữ hơn cái sức mặt. Đó là một cái điều mà phải nói là một cái tiêu chí mà chính xác nhất mà mình tạo ra một cái vỏ súp hai khoang hơi này nha các bạn nha. Các bạn nên nhớ cho rõ. Còn những anh em nào thì thích nghe những cái dòng súp mặt thì cứ việc lựa chọn, chứ không có gì hết. Thì đây là giữa hai cái sản phẩm là của cái xưởng mình, chứ ngoài ra nó không phải là một cái xưởng nào khác. Đó, cho nên là các bạn nên nhớ cho thật rõ. Rồi bây giờ cứ ghim vô test nghe cái nền nhạc hồi nãy luôn. Coi cả nó súp có súp hay không. Rồi thì bây giờ mình sẽ mà test cái súp này cho các bạn nghe là cái từ mình quay nó ra ngoài. Các bạn coi nè, mấy ông này ông làm lộn xong làm tới đây ông đính lại các bạn. Rồi lên đã. Initializing sound system. Đó các bạn, activated. Các bạn nghe thử đi. Initiating sound check. Đó các bạn nghe đi. Nó cũng đâu có khác hồi nãy chút nào nhiều đâu các bạn. Nè cái loa nó nhịp nè. Bây giờ mình sẽ qua bên đây nha các bạn. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Đó các bạn nghe cái súp hầm nó quýnh hơn khủng khiếp rất là nhiều. Bass test. Preparing and initiating vocals test. What? Đó, rồi các bạn cũng đã nghe rõ ràng rồi đó các bạn. Cái súp hầm nó quýnh khủng hơn cái súp này khoảng 70 nha các bạn nha. 70 là chắc chắn luôn. Chắc chắn 100% luôn. Rồi thì bây giờ kết hợp thêm một cái nó vô, thêm một cái súp nữa, quýnh hai cái một lượt luôn. Rồi sẵn chơi các bạn, chơi thêm một cái nữa. Rồi bây giờ là bắt đầu là một cặp nha các bạn nha. Khoan để mình đi xa ra. Rồi súp hầm và súp mặt lên luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ nghe nguyên hai cái luôn, cái nó kết hợp nha các bạn. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. Preparing and initiating phase test. Rồi. Rồi, thì bây giờ thì mình cũng đã so sánh rồi nha các bạn nha. À, ngửa lo ra và úp lo vào, và súp mặt và súp hầm. À, thì như những anh em đã hôm bữa thì cũng có những anh em là có cái ý như thế này. Thì hồi đó mình thì mình làm ra cái súp mặt này nè các bạn. Thì mình nói cái súp mặt này nó đánh rất là khủng. Thì trong cái lời quảng cáo của mình thì có những câu đó. Nhưng mà thật sự các bạn nghe coi nó có đỉnh hay không. Và sau này mình mới làm ra cái súp hầm này. Thì những anh em đó là coi như là họ hiểu không rõ. Họ mới nói là hồi đó tại sao mà nói cái súp hầm này nó đã quýnh quá dữ rồi, mà bây giờ ra cái súp này thì lại nói là nó quýnh quá dữ nữa. Thì cho nên là mình mới nói á, là những anh em họ nhiều khi họ bán hàng á, thì lúc nào cũng phải hối hàng của mình giữ. Thì khi mà qua một lượt đó rồi thì những cái sản phẩm đó không được nhắc đến nữa, họ sẽ ra những cái sản phẩm khác. Và cái sản phẩm mới đó
thì nó sẽ khủng hơn. Thì đây chính là bản thân mình cũng là y như thầy như vậy thôi chứ không gì khác. Nhưng các bạn so sánh như thế thì thật sự mà nói nó thì nó quá vô lý. Tại vì đây là một cái súp mặt và đây là một cái súp hầm, tức là hai cái dòng vỏ này nó được thiết kế một cách đó, nó coi như là nó khác nhau hoàn toàn. Một cái thì lấy hai buồng hơi, hơi trong và hơi ngoài, còn một cái nó chỉ lấy một cái buồng âm. Thì các bạn nghĩ làm sao mà nó không có khác biệt cho được. Nó cho nên là những anh em đó là nói những cái câu đó thì nói chung là mình cũng rất là buồn. Buồn vì sao? Buồn vì họ không biết cách để so sánh. Chẳng hạn như đây là một cái súp mặt mà mình tạo thêm một cái súp mặt nữa, thì khi mà mình test nhạc mình so sánh với nhau thì mình mấy là có cái sự so sánh chính xác là giữa một cái súp mặt và cái súp mặt. Còn giữa cái súp mặt và cái súp hầm này thì làm sao mà chúng ta so sánh được các bạn? Trong khi đó là cái cặp này nó mình bán hiện tại, giá hiện tại ngày nó chỉ có 3 triệu 9 nè. Nhưng mà cái cặp này nó tới 4 triệu 9, nó mắc hơn 1 triệu đó các bạn. Mỗi một cái nó cao hơn giá hơn 500 ngàn. Đó thì các bạn nghĩ đi. Nếu như hai cái này các bạn, nếu như các bạn so sánh cái kiểu đó thì mình bán cái giá này và cái giá này nó sẽ bằng nhau. Đúng không các bạn? Tại vì các bạn so sánh giữa một cái súp mặt và một cái súp hầm thì các bạn không nên so sánh được. Tại vì cái súp hầm này nó được lấy hơi trong hầm tạo một cái buồng âm dưới và nó tạo thêm một cái buồng âm trên, nó kết hợp nó đi ra về lỗ thông hơi phía dưới. Còn cái súp này là nó chỉ lấy được một buồng tạo âm về phía sau đó để mà nó lộn ra ngoài thôi. Thì cái sự khác biệt nó xa. Đó, cho nên là mình ra cái súp hầm này thì mình nói cái súp này nó rất là dữ. Thì cái bạn này mới nói là cũng như là trong ý bạn này nghĩ là tại sao hồi đó là đã tạo cái súp hầm này, ô cái súp mặt này ra là nó đã dữ rồi. Rồi bây giờ tới tạo thêm một cái súp hầm này thì nó dữ hơn là sao? Nó thì tức là cũng như bạn này nói, tại sao nói cái hàng này nó đã khủng rồi mà bây giờ nói cái thằng này nó khủng hơn. Như vậy là có giống như là mình nói láo. Đó, bạn ấy còn nói là mình múa mồm nữa đó các bạn. Đó, tức là nói là mình nói bằng cái miệng đó, mình múa bằng cái miệng nó kêu bằng múa mồm. Nó cho nên là hôm nay mình nói chi tiết luôn. Mình nói cho các bạn hiểu thật là rõ để các bạn phân biệt ra giữa một cái súp hầm và một cái súp mặt nó như thế nào. Đó thì có những anh em họ, cái này là họ nói nha các bạn nha, chứ không phải là mình chê cái hàng của chỗ khác. Nhưng mà sẵn đây mình cũng xin nhắc nhở với những anh em, hoặc là những anh em nào đã và đang đóng vỏ thùng, thì mình cũng sẽ nói với tất cả các bạn một điều như thế này. Ở đây mình chỉ có giúp các bạn chứ mình không có hại các bạn. Tức là khi chúng ta đã chấp nhận làm một cái vỏ súp hầm thì cái đầu tiên, cái tiêu chí đầu tiên các bạn phải làm là hai buồng tạo âm nó phải tương xứng với nhau. Đó. Nhưng mà trong khi đó tương xứng không phải là nó bằng nhau. Không phải là nó bằng nhau. Mình gọi là tương xứng, tức là cái hầm hơi ở trong cái từ này lúc nào nó cũng phải rộng hơn cái hầm ở phía trước. Đó, cho nên là các bạn, những anh em nào đã từng mua cái sản phẩm bên mình rồi thì cái khoang hơi của cái mặt trước, tức là ở trên này, các bạn cứ nhìn cho kỹ đi, có đúng là nó hơi nhỏ hơn cái hầm ở phía sau một chút hay không. Đó, thì cái lo chúng ta là chúng ta bắt cái xéo theo cái khoảng này nè các bạn, từ cái từ chúng ta quay về hướng này, nó đánh lên hết từ cái góc này nè các bạn, nè nó đi từ hết cái góc này nè là cái phía trên của cái hầm, xong nó mới đi xuống dưới này, nó mới đi ra đây. Còn cái hầm trên thì nó nằm cái đại diện đây, thì tức là cái hầm của cái mặt lo là đây, là từ khớp này nó đi xuống đây. Đó, thì nó sẽ nhỏ hơn. Tại vì cái lực mà các bạn gáp cái lo này nè, nó quay vào bên trong, cái lực nó cũng khoảng từ 1/8, 1/10. Tức là khi các bạn quay như thầy nó cũng có bát, nhưng mà nó yếu hơn là khi các bạn đưa ngược vô trong. Mà khi mà các bạn quay ra như thế này, mình nói thật sự với các bạn nha, nó nghe kỳ lắm các bạn. Các bạn nghe cho kỹ, nghe cái nhện này nó vũ, nó xì xào nè các bạn. Đó. Rồi các bạn nghe những cái tiếng động gì ở trong cái lo này nó hoạt động, các bạn nghe hết. Còn khi mà các bạn quay ngược vào phía bên trong thì cái súp của các bạn nó sẽ ấm hơn rất là nhiều. Tại vì nó đã chứa đựng những cái hoạt động, những cái thao tác hoạt động này nó chứa trong bên trong cái thùng. Thì cho nên là các bạn nghe cái tiếng nó rất là ấm và nó không gây cái sự sột sẹt và những cái
mà hoạt động mà khi mà nó vũ cái gâu lo này các bạn, nó các bạn nghe nó rất là rõ luôn. Cho nên là các bạn mua lo về các bạn cũng để ý nha, cái gâu nào mà người ta làm nó hơi cao gì mà nó vừa đụng nó nhịp vô mà để đụng cái màn này, các bạn nên bẻ cái gâu này xuống để cho nó đừng có đụng vô cái những cái màn này. Nhiều khi các bạn hát lớn á, các bạn nghe nó tạch 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 á, các bạn nghĩ rồi là cái lo mình nó bị gì, nhưng mà nhiều khi nó cũng bị đụng cái gâu này nha các bạn nha, các bạn nên để ý. Và đó là những cái kinh nghiệm đó. Thì cái sự so sánh của mình và mình cho ra cái giá như thế này thì các bạn biết cái nào nó sẽ dữ hơn cái nào. Cái này nó 4.9 triệu mà cái này nó ốp, cái này 3.9 triệu mà cái này nó tới 4.9 triệu thì nó mắc hơn tới 1 triệu lần các bạn. Các bạn nên nhớ nha. Nó thì cái hàng này làm gì mà nó không khủng được hơn cái hàng đó các bạn. Nhưng mà đặc biệt nó cái như thế này. Các bạn đi cái cặp shop này nè, các bạn đi nhẹ hiều à. Đi rất là im, rất là nhẹ nhàng luôn. Còn cái cặp này là các bạn ginh nó phải nặng nè. Cái gì nó phải có cái giá của nó hết các bạn à. Các bạn lựa cái này thì nó phải nặng hơn. Nặng hơn là tại vì sao? Tại vì nó là một cái súp hầm hai khoang. Thì bây giờ mình sẽ nói thêm một chút nữa. Chẳng hạn như bây giờ các bạn làm cái súp hầm này, các bạn lấy cái kích thước của cái súp hầm này, các bạn của cái súp mặt này, các bạn làm cái kích thước của cái súp hầm này, các bạn làm giống y như cái súp mặt này, các bạn đánh thử ra được không? Các bạn đánh ga thì nó có ga, nhưng mà cái tiếng bass của bạn không bao giờ chắc, nó không bao giờ đi xa. Tại vì sao các bạn? Tại vì cái diện tích này lớn, nó đã bọng của cái bass rồi, nó không còn cái sự chắc nữa. Nó cái tiếng bass của ta nó không còn chắc nịch nữa, mà nó là cái tiếng đó là tiếng bass bọng. Các bạn nên suy nghĩ cho thiệt kỹ cái điều đó nha, chứ không phải là các bạn nghĩ là cái thùng rỗng kêu to là không phải. Còn cái thằng này tại sao mà nó to? Tại vì nó được lấy hơi bởi hai buồng hơi, cho nên là chúng ta phải tạo nó hai cái buồng hơi, cho nên là nó phải lớn hơn cái súp mặt này. Tại vì nó tới hai buồng hơi các bạn, còn cái này nó chỉ có một buồng hơi thôi, cho nên là cái diện tích nó phải nhỏ. Chứ không bây giờ các bạn đóng cái súp mặt mà nó cái chiều cao nó giống như cái này, cái lỗ hơi nó tàn phàn gì đi, mình bảo đảm với các bạn quýnh không bao giờ ra. Quýnh nghe cái tiếng bass nó rất là kỳ, nó phầm phòn vậy đó các bạn, chứ nó không nghe hừng hực giống như là cái loa mà chúng ta mà thiết kế cái nguyên lý nó đủ hoặc là nó vừa phải. À, còn cái đó các bạn là các bạn nghĩ là thùng rỗng kêu to, có những anh em đóng cái thùng các bạn thấy khủng khiếp, nhưng mà cuối cùng các bạn thấy đánh có chắc không? Nó không bao giờ chắc. Tại vì sao? Tại vì chúng ta cân cái buồng hơi nó chưa đúng các bạn, thì nó sẽ cho chúng ta cái bát nó bọng than à. Thì cái từ bọng và cái từ chắc này á, thì những anh em nào từng làm bầu xô và từng tiếp xúc với âm thanh này nhiều thì họ sẽ chắc chắn là họ sẽ biết cái từ bọng bass hoặc là cái từ bass nó chắc. Nó hai cái vấn đề đó đó các bạn. Rồi thì giờ này thì cũng tối rồi các bạn ơi. Mình xin khép lại cái video tại đây. Hẹn với các bạn một cái video kế tiếp nữa nha các bạn. Một lần nữa mình xin chúc tất cả các bạn gần xa trên mọi miền đất nước, cùng toàn thể các anh chị em bên đội ngũ YouTube, xin chúc cho tất cả các bạn luôn luôn có một cuộc sống thật là bình an. Rồi mình xin kính chào.